Hello, chào cả nhà nha. Chúc gia đình yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe nha. Gió quá trời cả nhà, bão thì gió quá trời gió luôn. Có chút vàng vô cái đẹp đi thấy không mấy mẹ thấy không, người ta mà có chút kim ngân đồng lượng vô là tự nhiên nó đẹp liền à. Đó, dạ do câu chuyện nha. Nói về con tráng dồ trước đi. Hồi nãy có vị khán giả của Út bình luận nè. Chị ơi, chị ở Nha Trang nè Út, chồng của Tráng Dồ làm giám đốc cảng nhậu. Tại vì nó khoe vợ chồng nó làm giám đốc cảng cá. Thì cái vị này ở cái chị này ở Nha Trang thì biết rõ về con chồng con quỷ này, nó giật chồng ta, chồng nó làm giám đốc cảng nhậu rồi tối ngày ăn nhậu không đó. À, tôi biết ngay mà, chồng mà tốt không ai mà đi khen bây giờ, không ai mà đi nổ bây giờ, không ai mà đi khoe bây giờ. Chồng tôi mà tốt tôi giấu thấy mẹ luôn, tôi sợ ta cướp mất luôn cả nhà. Rồi ngày hôm qua thấy Hồng Loan khóc thấy thương không? Ni trở về với Hồng Loan, Ni đã đến với Hồng Loan như một cái phao cứu sinh. Mà Ni bị gặp nạn Hồng Loan cũng cũng chơi vơi luôn. Mà khi Ni trở về thì Hồng Loan xúc động đã khóc, khi là một người chị không có ruột rà gì hết, không có tự xưng ruột rà què gì tẻ gì hết, nhưng mà lúc nào cũng yêu thương Hồng Loan là hết mực hết lòng. Và còn đỡ hơn cái đáp mang danh ruột thịt suốt ngày ăn tận ăn mạng suốt ngày, nó tìm đủ mọi cách để hại Hồng Loan. Cái đáp mang danh ruột thịt tối ngày nó chỉ giúp rẻ giúp rỉa của cha con Hồng Loan thôi, còn đi đến với Hồng Loan như thế nào thì cộng đồng mạng biết. Chính Hồng Loan là người hiểu. Và Hồng Loan có thể là tu ba đời kính kiếp, đời ông cố ngoại ông sơ về tu luôn, ngày hôm nay mới được ni như vậy đó nha. Rồi bây giờ lộ rồi, lộ bản chất thật của hai cái con cáo rồi. Nhưng mà trong cái drama này cả nhà thấy ai cái đứa nào mà nhục nhất cả nhà hả? Trong cái drama này ai là nhục nhất? Là con cá bảy màu đó. Một con cá bệnh hoạn biến thái, một con cá bị bệnh nan y, một con cá bảy màu dòng lo dò lông của hoa hậu Củ Chi đó. Một con cá mà đi qua nước bạn bắt cọp ở bển đó, xong rồi về tự xưng mình là doanh nhân á. Cả nhà nhớ không? Con cá bảy màu bị vợ chồng bóng với bông chơi xỏ không biết bao nhiêu lần, bị vợ chồng bóng bông chơi xỏ không biết bao nhiêu lần luôn. Làm đã vào vợ chồng bóng bông đổ thừa cho cá bảy màu, cá bảy màu bị cộng đồng mạng tấn công quá trời luôn. Cuối cùng sao? Cuối cùng giờ cái chia sẻ bài viết mà người ta bảo vệ con bông le le đó về trang cá nhân của mình để mà giúp le le. Trời ơi, nó nghe nè, đã tao nói đã cái chân lông không mà còn ngu hết phần thiên hạ nữa. Đã, trong khi bệnh uống ba thuốc giết bằng bị khùng không, uống ba thuốc kháng sinh đó. Với sân hận với ganh ăn tức ở với ni hoài, cái ôm lòng thù hận cái thành ra bị khùng cái nhà. Cái bé màu á, con cái màu là cái con mà ố về nhất, cái con mà bị ở xấu xa nhất, cái con mà nó nhục nhất trong cái drama này. Đó, chia sẻ về trang cá nhân mình để giúp le le, bảo vệ le le sữa quốc ca, bảo vệ le le, bảo vệ anh bóng, nói anh bóng không có sai. Vậy là anh bóng không sai, vậy lúc trước mày chửi anh bóng vậy là mày sai hả? Cái mày màu hả, mày nói anh bóng không sai, mày nói thằng bóng không có anh què nữa. Mày nói thằng bóng không sai, vậy là lúc trước mày chửi thằng bóng vậy là mày sai. Tao nói rồi, đường nào tụi bay cũng khạc da và liếm, tụi bay cũng ể và ăn lợi, đường nào cũng ể và ăn lợi. Mình chửi thằng bóng mà bây giờ nói thằng bóng không sai vậy có nghĩa là mình sai, vậy mình nó khùng nó điên để kiếm quy kiếm lai đặng nuôi chồng không nuôi nó bỏ. Đó, thám tử chửi, bị thám tử chửi là con ỷ, con ể đi nước ngoài làm ể bả. Đa thám tử nó chửi không còn gì, nó đưa ra bằng chứng, nó nói là cái con bảy màu này làm ể bên nước ngoài á, xong rồi về đây làm doanh nhân, và bây giờ lại lại hùa theo thám tử, lấy những cái bài xuyên tạc của thám tử làm ý tưởng để làm bài lên phản biện. Quý vị, người tôi nói đúng, quý vị, một trăm một ngàn chuyện mà con cá bảy màu lên nói cả nhà thấy có cái nào đúng không hả? 100 một chuyện từ ngày con cá bảy màu nó quay xe mà nó lên nó nói có cái nào đúng không? Không có cái nào đúng. Nào là Hồng Loan thế này thế kia, nào là nhà số 5 lừa đảo, nhà số 5 giữa tiền, nhà số 5 bán hàng giả, nhà số 5 thế này thế kia. Nó nói 100 lần 100 chuyện, có cái chuyện gì mà thành công không hả? Rồi nói đi bị ở tù mười mấy năm, xong đi xuất hiện cái nói bị di lý về, trời ơi, di lý là công an di lý về, có ai mà chồng di lý gì không má? Má khùng, con quỷ bảy màu điên, con quỷ điên hả? Trời ơi, bị chồng chồng bỏ hay giết bị khùng hả? Tự nhiên di lý là công an di lý, chứ có ai mà tự nhiên mà chồng di lý không? Chồng mà gọi là di lý, thánh thần ơi. Bởi tao nó ngu, tao nó không ăn học đi mất thành cái bảy màu, ngu mà lúc nào cũng tỏ ra thông minh, tối ngày ngu dốt,
con hoa hậu dốt mà tối ngày lên dạy lực, dốt mà phá thể hiện, dốt mà lên phân tích phân ơ quần què tối ngày phân tích hoài đã, di lý mà chồng di lý về chứ không phải công an nha, tội phạm quốc tế là chồng phải di lý nha, chứ không phải là công an, không phải là pháp luật nha. Ai mà tội phạm quốc tế là chồng di lý đã vậy đó. À mà tội phạm ở nước ngoài cái về Việt Nam cái đi live stream, cái đi vòng vòng chơi cười hả hả hú hú chơi đã, trong mắt con cá bé màu nó chỉ như vậy thôi, trong mắt cá bé màu như vậy thôi, nó đâu biết bè đâu, là nó dốt mà nó học lớp 2 rồi nó qua nước ngoài làm ể phải đó, nó làm ể phải đó, rồi nó về Việt Nam nó mua đất Củ Chi, lúc đó đất Củ Chi rẻ lắm, đất Củ Chi rẻ lắm, nó mua giờ cái lên giá nó bán, cái nó nói là đại gia, nguyên cái nhà của con cá bé màu không bằng cái cổng nhà cái ni, nguyên cái nhà cá bé màu không bằng cái cổng nhà ni vậy á, thì lúc nào cũng phe tiền phe vàng phe bịch bịch chụp hình già rồi đăng lên, trời ơi mấy phân vàng mày đăng lên không đủ tiền đi ăn sáng, không đủ tiền đi mua mấy cái giỏ sách với chai dầu thơm nữa, trời mắc cỡ mắc cỡ ngộ lắm, nó đăng nó phe vàng bạc mà không ai khen nó giàu, mà ni á không khi nào mà ni khen ni đi khoe ni giàu mà ai cũng khẳng định ni giàu tổng trời đó. Lúc trước thì chửi anh Ly Tím, chửi anh Ly Tím không nhà không cửa, à không tiền ăn đói thối mồm, à chửi anh Ly Tím này kia, và bây giờ bảo vệ anh Ly Tím, tôi nói trong cái drama này mắc cỡ nhất là con cá bé màu đó. Còn lúc trước chửi mẹ con ghe, chửi mẹ con ghe đưa ra dữ liệu ghe ăn bao nhiêu ăn của đài truyền hình HTV bao nhiêu à hơn tiền ca sĩ Phi Nhung bao nhiêu, và bây giờ nói là ghe ăn tiền phúng điếu đúng, trời quỷ thần ơi, ta nói rồi à, bông bóng cá bảy màu Tam Sơn với bọn tàn quân nghĩa Nha Trang đó, quân Nghĩa Trang là mấy đứa nó phái ăn những gì mình ể ra, mấy đứa đó vậy nó có một cái sở thích là ăn cái gì mình ể ra, sử dụng cái gì mình ể ra, sử dụng gì mình bài ra, là nó thích nhai lợi ăn nuốt à, giống như bóng bông này thích nhai lại những gì mình ể ra, những gì mình bỏ ra làm thích nhai lại đúng không nha. Con cá bảy màu là cái con mà là nhục nhất trong cái drama này cả nhà, Thám Tử với Tam Sơn với con trai khách sạn với mẹ Mặt Trời Mồ Hôi Nách á, chửi nó không còn gì mà giờ quay qua bảo vệ nó nhào vô làm quen người ta mà không ai chơi nó, trời ơi tao nói thiệt, ta gặp ta với mày á, tao chui với đâu với lỗ là chốt mẹ rồi cái bé màu, trời ơi quý vị à, không ai mà bệnh hoạn với nó mà lên mà ngồi chu chéo vu khống người ta hàng ngày, nào là hồng loan bán khoai lang mắc, bán mỹ phẩm mắc hơn người ta, ai mượn mày mua mắc kệ đó, mắc bằng con le le không, bộ mỹ phẩm 1,8 triệu bán 18 triệu, Thám Tử Đông Trùng Hạ Thảo 1 triệu bán 15 triệu, mắc bằng đó không, sao không đem ra phân tích thì tụi bay hả, mắc bằng không, quỷ cá cái màu. Rồi nói tới sạc pin anh yêu cốt đi, sạc pin với cô Sáu bây giờ là giống như kiến cho đóng lửa vậy. Sạc pin tưởng đâu ni bị bắt rồi, ni ở bển luôn rồi, tại vì theo lời tôi nói là ni phải ở mười mấy năm à, theo lời hứa thì con Thám Tử với luật sư Khờ với Nguyễn Đăng Vlog á là bỏ 2 tỷ đi, là ni đi mười mấy năm thì lật pin ra, sạc pin lật đật về tí từ mà gần 2 năm nay đâu có về, nghe ni bị lụm mới lật đật về, về để làm chứng, nó nghe nè coi chừng nha, có chừng lợi tòa làm chứng ông tòa ông bẻ răng luôn á, tại răng là răng của đám tang nha ba, có chừng là ăn quạng lợn cỡ là bẻ răng đó chứ không phải giỡn đâu đó. Nghe ni bị lụm lật đật về làm chứng đi áp đảo tinh thần Hồng Loan đó, nào ngờ ni thoát nạn, sạc pin bây giờ teo bu ri chứng cút vào tay bắt tiêu luôn rồi đó, cô Sáu rồi bây giờ như là kiến mà trên đóng cho chảo lửa vậy đó, khóc mà khóc không nổi luôn, bây giờ khóc không nổi luôn. Cô Sáu lúc trước là cô Sáu nói là chỉ cần cô Sáu khóc một cái thôi là anh cô Sáu cho hết dâng hết tài sản cô Sáu, chính vì vậy mà cô Sáu ngày hôm nay dành nhà dành cửa anh ta, chứ mà cô Sáu đừng dùng những giọt nước mắt để mà ăn tiền ăn bạc để mà phá, giờ này á đâu có đến nỗi dành nhà dành cửa đâu, tài sản còn đâm nhiều lắm chia ăn không hết đâu, đúng không, chỉ vì những giọt nước mắt bị ở xấu xa khốn nạn của cô Sáu mà bây giờ cô Sáu mới dành nhà dành cửa anh ta đã, một cả đám ăn cướp ăn bám ăn tận ăn mạng ăn không chừa thứ gì, một đám dục thịt ăn cướp ăn tận ăn mạng ăn không chừa thứ gì của gia đình cậu Năm, vậy mà bây giờ nhào vô cướp chiếm giờ bắt đầu đóng vai nạn nhân, giống như là mình nạn nhân bị con Hồng Loan giành nhà giành cửa gia đình ruột thịt đẩy mình ra ngoài, một đám người thằng nào nấy lưng dài da rộng mỏ hổn mà không đứa nào làm ra tiền để tự mua nhà cho mình ở, bám vô cuộc đời người ta rồi đóng vai nạn nhân nói Hồng Loan đuổi vậy đó, vậy mà cái đám tàn quân, cái đám tàn quân Nha Trang, cái đám Tam Sơn, cái đám quay xe nó vô nó bảo vệ cổ xí hành động đời nhà cho ơn nhờ đó, đáng lên án là cái đám tàn quân Tam Sơn và quay xe cổ xí hành động giành nhà giành cửa, tụi kia giành nhà giành cửa nó có mục đích,
thì nó giành nhà đúng rồi, nó có mục đích thì nó giả nhân giả nghĩa đúng rồi, còn cái lũ quay xe đám tàn quân tam sơn cổ xí hành động giành nhà giành cửa cho ở nhờ ăn tận ăn mạng tài sản ba người ta, đến nhà cậu nằm xuống không có tiền mà là đám tang cho bạn bè ở đâu ớt ở ngoài đường nhảy vô để bỏ tiền quyên góp. Mà không khi nào tôi thấy cái lũ kia nó đem câu chuyện đó ra nó phân tích, lỡ cha mẹ ông bà tổ tiên nó chết và người khác vô quyên góp như vậy, không biết cái lũ đó nó có chịu hay không. Mà nó cổ xí cho hành động đó, lúc nào nó cũng đóng vai nạn nhân, là Hồng Loan chính là người đẩy gia đình ruột thịt ra. Tại sao mình không trách mình, tại sao ai cũng có nhà có cửa, còn bản thân một đám mang danh diễn viên, mang danh nghệ sĩ lớn, mang danh sao đó ngôi mà lại không nhà không cửa mà đi trách người khác hả? Chưa bao giờ cuộc đời chưa bao giờ tự trách mình sao hả? Cứ trách người khác không sao, ký sinh như người ta rồi người ta mất rồi, rồi ký sinh như người khác rồi người ta không cho ký sinh lại đổ thừa người ta, rồi sống vô dụng vậy, sống kiếp người sao vô dụng bất tại vậy, không ai đi bớt đi có đâu mà sống vô dụng như vậy. Cả đám ăn tận ăn mạng y như là đám như trùng như phượng ngày nhau vô sạc pin tiên ngáo xô chậu ô xin 77 thằng ngỗng nhau vô ăn xèo cái xèo được nhau vô quyên góp tiền ba cô ta ăn rồi định cướp nhà cướp cửa rồi quay qua chà đạp danh dự con ta, nào lụm lon nào tu hú từ lụm lon nó nặng lắm á. Cậu lụm lon với ai mà tụi bay dám nói cậu lụm lon? Hồng Loan là sản phẩm lụm lon vậy, cậu lụm lon với ai? Theo lời con ve nói, nó là con ruột của cậu, nó mới là lụm lon đó, nó là sản phẩm lụm lon đó. Quá mất dạy cái nhà đó. Con chán giò á, con chán giò Nha Trang nó bị ngứa cái nhà, nó bị ngứa nó bị ngứa, nó nhảy lên quá trời nhảy luôn, nó nhảy nó kêu Hồng Loan á là đưa ADN cho nó. Trước khi mà tao trả lời cho mày cái câu ADN á thì cho tao, mày hỏi mày trả lời tao một câu coi, mày là cái quần què gì phải đưa cho ADN cho mày, mày là cái đất đẻ gì phải đưa ADN cho mày hả? Mày là ai, mày là ai? Mày chỉ là con chán giò ngứa thôi, nhảy cà tưng cà dựng cà dựng như là điện giật, cứ như là mày đi kinh phong thôi. Ai chồng là dám đốc cản cá hả? Cản gì? Cản cá hả? Hay là cản nhậu? Hay là cản gì? Hả? Hay là cản chở? Ôi, chồng dám đốc cản cá, tao tưởng mày phe chồng mày tổng thống Mỹ chứ, tưởng mày phe vậy chứ, mày phe tổng thống Mỹ là chồng xưa sợ nữa. Tại tao có lại đi đâu mà sợ, chở là cản cá. Thánh đồ ơi, mai là cản cá đó, phải chồng mày tổng thống chắc mày nhảy dựng lên bậc trăng luôn quá. Nó bị ngứa hát, nó kêu Hồng Loan là đưa ADN cho nó. Mày về mày thử ADN coi mày có phải là con ruột của ba mày hay không, tao thách mày thử đó. Và tao thách mày, tao nói là cha sáu với mẹ bảy là không phải là em ruột của cậu đó. Tao thách mày đưa ra cái ADN mà cha sáu mẹ bảy là em ruột của cậu đó, tao thách mày làm đó, mày làm đi. Tao thách mày đó, tao nghi ngờ hai người đó không phải là anh em ruột đó, tao nghi ngờ không phải ruột già của cậu đó, mày đưa ADN đi hả? Mà lúc này sao ngộ cái nhà không thấy lịch sư khờ live stream, không thấy lực sư khờ live stream với thám tử nữa. Tại chắc biết thám tử sắp ở tù rồi nên không có live stream nữa. Đã. Ni có hai con cáo rồi cả nhà. Ni đã tìm ra hai con cáo rồi, lộ diện mà hai con cáo rồi. Hai con cáo đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Cả nhà nhớ không? Ni vừa có chuyện cái là bóng bóng bang bang ăn mừng liền, nhảy dựng liền. Đó, nhảy dựng liền, cả nhà nhớ không? Còn nói vừa này vừa nọ. Hai người này chính là hai người bài mưu kế để đưa đi vào con đường tù tội. Tại vì sao? Tại vì nếu đi làm cái chuyện mà sao kê rõ ra thì thằng bóng này dính 100%. Đó, mà thằng bóng dính 100% thì sao làm CEO giữa chén cho con bông được? Sao làm đại diện mỹ phẩm trong bông được? Sao mà diễn để lùa gà riêng bông được? Mà con bông thì mới ký hợp đồng với thằng bóng đó, mà con bông này nó rất là ghét Ni. Tại sao? Tại Ni vừa đẹp vừa giàu hơn nó nên nó rất là ghét. Miệng nó nói là không có làm gì hết, nhưng mà trong tâm nó rất là ghét. Tại vì Ni giàu thật, còn nó là giàu ảo. Còn đặc biệt là có Ni thì nó không lợi dụng Hồng Loan được. Tại vì nó lợi dụng Hồng Loan làm chủ tịch hội từ thiện, mà từ thiện thì ta quyên góp rất là nhiều, mà tiền quyên góp thì nó ăn, mà trách nhiệm mình lại Hồng Loan chịu đó, nên nó bị mất món ăn nhiều. Và bây giờ Hồng Loan người ta ủng hộ nhiều, mỹ phẩm nó bán không được đó, nó mới tìm cách để triệt hạ Ni, để Hồng Loan không còn Ni tư vấn nữa, cố vấn nữa, thì Hồng Loan sẽ rất là dơ nhiều bẫy của nhiều người. Nếu mà Hồng Loan cuộc đời nó không có Ni hết cả nhà, bữa nay Hồng Loan chắc phải ở tù nhiều, ở tù mấy lần rồi đó, rất là nhiều người gài đó luôn, rất là nhiều người gài đó luôn, xém dơ không, mà nhờ Ni đưa vòng tay ra để che chở. Ni giống là hộ pháp cuộc đời của Hồng Loan, chính xác không? Hồng Loan chắc tu ba đời chính kiếp, bây giờ mất được như vậy đó nha. Đúng không? Nên thằng bóng với con bông này nó ôm hận, nó tụi nó đã khai ra nhẹ nhẹ rồi. Thằng bóng con bông này
Hùng tì với con ve, con ve một nửa tiền, thằng bóng với con bông này một nửa tiền, đưa luật sư khờ qua bển. À, Tam Sơn ngũ quỷ luật sư khờ ha, với Tam Sơn ăn tiền phù lao phân nửa, đưa qua bển phân nửa, rồi con tiền nổ nó chi chét cho người này người kia để mà lập lên kế hoạch này. Chứ cả nhà nghĩ đi, ai mà bị công an bắt đâu có báo người dân biết trước đâu, mà tại sao tụi nó biết mà tụi nó đứng đó để quay phim quay hình, đúng không? Đó, cái chuyện này mới hay. Bây giờ tụi nó khai nhẹ nhẹ rồi, lòi ra hai con cáo đứng đằng sau tất cả rồi. Chờ đi, hai con cáo này bây giờ hai con cáo này đang bị luật nhân quả trừng trị, đang bị cộng đồng mạng tẩy chay, và sắp tới có thể là vướng pháp luật. Cái thằng bóng này là vướng pháp luật. Thằng bóng này bây giờ bị tẩy chay là nghiệp nhẹ thôi, sắp tới nghiệp nặng. Cái vụ sao kê nó ăn rất là nhiều luôn, ngoài tiền BH ra nó ăn rất là nhiều luôn cả nhà. Bữa nay nó đánh sập cái kinh của Võ Việt Bân nữa rồi. Đó, cô Sáu là hôm qua cái người mà ở gần quán bò của Sáu á, nói là cô Sáu đi khám bệnh rồi, đi nhập viện rồi. Đúng rồi, như cô Sáu là phải nhập viện thôi, chứ làm sao nữa, bây giờ già hết khí rồi, đâu có làm ăn gì được nữa đâu. Mà nhà cửa sắp tới là thôi xong rồi. Xong rồi, cô Sáu nghĩ sao mà tuyên bố là thắng 100% rồi cô Sáu? Mình ăn cái gì vậy? À, cô Sáu tuyên bố vậy cho chủ nợ yên tâm đúng không? Chủ nợ đòi hoài mà cô Sáu nói để dành nhà đi, rồi lấy nhà bán trả cho. Mà chủ nợ không tin, nên cô Sáu giả bộ lên mạng là tuyên bố là thắng 100% cho chủ nợ nó yên tâm, nó không đòi tiền của Sáu nữa, đúng không? Trời ơi, đạo diễn cũng là chắc 100%. Ủa mà sao không qua nhập viện cô Sáu? Cô Sáu mệt hả? Cô Sáu tụt canxi hả? Nghe đi về cô Sáu mệt hả? Mấy bữa hổm đi cái cô Sáu khỏe hẳn ha. Cô Sáu với con cô Sáu khỏe hẳn, tung tăng đầu lên trả lời tư vấn rồi ha. Mốt cô Sáu nói chuyện á, cô Sáu bớt liếm môi giùm con đi. Cô Sáu liếm môi hoài, người ta nói cô Sáu thèm cà lem đó. Cái gì mà liếm mà trợn cái sao? Đó, tâm sinh tướng đó mấy má. Tâm sinh tướng chơi bùa chơi ngải gì quá. Bây giờ nó nhập vô, nói chuyện cà trợn cà liếm thèm cà lem hả? Cha sạc pin về chưa ăn cà lem sao? Nó chưa ăn cà lem sao mà thèm cái gì nói chuyện liếm gì vậy sao? Nhập viện á, chạy mệt hả sao? Trời thưa cưng quá. Quyên góp cho người cha bảy đi. Và bên trình trời cởi nó làm gì quyên góp đi, chứ giờ mấy mốt lỡ mình ủ tờ cái mình không có quyên góp được. Giờ mình cứ mệt cái quyên góp, tại vì có nhiều con bò ngu lắm làm tiền không biết mệt, cái đợi sơ hở ra 6-7 quyên góp cái gỡ về, 6-7 quyên góp cái gỡ về, đúng không? Rồi sắp tới Hà Mã, con Hà Mã sắp tới kiếp còn có ăn, đừng nói chi mà làm xô với lại nhà báo cho gì họp báo cho con ghe đó. Con Hà Mã có mẹ già bên nước ngoài ngu lắm, già còn dạy có cho ngoại dòng ngu đó. Đà, gỡ tiền cho Hà Mã để mà đấu lại Hồng Loan. Nó nghe nè, già rồi đấu không lợi mấy đứa trẻ đâu, mẹ già bên Mỹ đó, già rồi đấu không lợi mấy đứa trẻ đâu, già rồi nghỉ ngơi đi, đâu không đợi mấy đứa trẻ đâu, nghỉ đi. Dùng tiền nó ăn giọng nuốt cho đợi ngày qua đời đi. Ở đó mà gửi tiền về hại con ta, biết bao nhiêu đứa hại có hại được đâu, đúng không? Mẹ già mà, mẹ già chứng khí. Biết sao nói tới mẹ Hồng Chinh bên Mỹ nè, trời nha, mẹ quỷ ghét lắm á.